Chiều ngày 24 tháng 5, đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị triển khai phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải tỏa tài sản trên đất đối với 13 hộ gia đình tại phường Mỹ Độ có đất nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng đường dẫn cầu Ba Lữ thành phố Bắc Giang. Theo dự thảo phương án do đại diện lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường thành phố trình tại hội nghị sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và giải tỏa toàn bộ tài sản trên đất đối với 13 hộ gia đình với tổng diện tích thu hồi hơn 1.323 m2 phương án cũng phân công rõ nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng ngành đơn vị của thành phố và phường mỹ độ trong đó phân ra các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giải tỏa đối với các nhóm hộ dân tổ tuyên truyền vận động và xử lý các đối tượng gây dối và tổ chỉ đạo thực hiện san lấp chiếm lĩnh mặt bằng các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo phương án dự kiến tổ chức cưỡng chế vào sáng ngày 29 tháng 5 kết luận hội nghị đồng chí đặng đình hoan chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đề nghị phường Mỹ Độ tiếp tục tuyên truyền vận động đến các hộ dân, đồng thời thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao từ việc chuẩn bị mọi điều kiện cho buổi cưỡng chế đến công tác tuyên truyền vận động, chuẩn bị địa điểm, lưu giữ tài sản. Công an thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an toàn trong quá trình cưỡng chế. Các đơn vị thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, bảo đảm về giờ giấc, khi phát sinh khó khăn báo cáo ngay lãnh đạo thành phố để kịp thời giải quyết. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chuẩn bị đầy đủ vật tư máy móc, phương tiện phục vụ cưỡng chế, phối hợp hoàn thành sớm việc dò mìn. Đồng chí yêu cầu cơ quan chuyên môn của thành phố và phường Mỹ Độ thực hiện đúng quy trình công tác kiểm kê tài sản, tháo dỡ, phá dỡ tài sản cưỡng chế. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền vận động để các hộ dân đồng thuận bàn ra mặt bằng cho chủ đầu tư.